Nguyễn Hoàng Trung, 29 tuổi, biệt danh là Chun Hack, chủ tiệm xăm hình nghệ thuật, người mẫu ảnh. Đinh Đông, 25 tuổi, quản lý phòng tranh, kiến trúc sư. Nguyễn Thiện Long, 23 tuổi, hiện đang là bác sĩ thú y. Hoàng Quân Đạt, 23 tuổi, nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Nguyễn Thị Thúy, nghệ danh là Kaka, 22 tuổi, ca sĩ kiêm diễn viên. Nguyễn Thị Thúy Hằng, 21 tuổi, sinh viên marketing. Đinh Thị Phương Trâm, 21 tuổi, chuyên viên tư vấn thẩm mỹ. Nguyễn Bích Du, 22 tuổi, người mẫu ảnh. Những món quà tặng trong buổi đầu gặp gỡ đã nói lên ấn tượng của các thành viên về nhau. Và sau đó, qua những tiếp xúc gần hơn, các thành viên đã có dịp hiểu hơn về những người bạn mới và câu chuyện tình cảm đã có tiến triển mới. Dù Trâm là mẫu người lý tưởng của Long, nhưng Long lại đang để ý nhiều hơn tới Kaka. Đã xuất hiện cuộc tình tay ba khi mà Long cũng rất ấn tượng với Kaka. Còn Bích Nhu, sau chuyến đồng hành cùng Trung và Đạt, cô nàng lại có nhiều thiện cảm hơn dành cho hai chàng trai này. Liệu những tình cảm hiện tại có được phát triển hay sẽ xoay chuyển một cách bất ngờ? Tập 3, em biết anh thích ai? Vietlife Residence có thiết kế mang đậm màu sắc dân gian Bắc Bộ. Mỗi phòng ở đây đều là một căn hộ nho nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Qua từng vật dụng nhỏ trang trí, ta có thể thấy chủ nhân đã dày công sưu tập để tạo nên một không gian pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, mang lại cho khách lưu trú nhiều suy niệm về cuộc sống. Chiều nay, các thành viên đã cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Cay mắt quá. Cay mắt hả? Thiệt á. Mang kính vô. Cái này là kính cận mà. Ừ. Chứ giờ sao giờ vậy? Nói chữ đi. Nói chữ đúng không? Chạnh chọe. Chạnh chọe à? Ê, thiệt. Anh chơi một mình anh đi. Anh mới bắt đầu, anh chơi chạnh chọe. Chạnh chọe. Rồi, tài lanh. Tài lanh à? Lanh chanh. Chanh muối. Muối tiêu. Tiêu tùng. Rồi, tùng xẻo. Tùng xẻo hả? Ừ. Xẻo thịt. Thịt mỡ. Mỡ heo. Mỡ đúng không? Heo quay. Heo quay. Quay vòng. Vòng vây. Vây quanh. Đâu? Quanh co. Co gì trời. Không rồi sao lại được chén. Co rút, co ro. Ro ghê mọi người. Anh á. Co ro. Chết anh rồi, chết chắc luôn. Cái gì ro trời. Mọi người ra hình phạt cho anh Long đi nè mọi người. Bây giờ anh ngậm một trái tắc và ráp một bài. Không đít cũng được. Cắt đi, cắt tắt đi. Ờ, cắt hết hả? Cắt trái được ba. Ông muốn có một bộ năm ngoài kia hả? Đây, đây là trái tắc. Ráp đi anh. Anh hãy ráp một bài mà anh cảm giác anh đi ráp việc anh sẽ đọc. Anh phải để một nửa xong rồi anh ráp, xong rồi anh ráp xong được đúng hết nha. Ok, ráp đi. Ok. Được rồi đó. Nghe có mùi nước miếng. Và tôi thức dậy vào một ngày nắng ấm. Một cảm giác thật tuyệt khi mà tôi vẫn là tôi. Không không bon chen, không lo nghĩ vì những chuyện xung quanh. Vững chãi như một bức tường, không có gì gọi là mong manh. Cuộc đời dù sóng gió, không gì hơn nhân đức tính tình. Bởi vì tôi luôn xác định tôi phải là chính mình. Dòng đời có thay đổi, người đời không thay đổi. Nhưng tôi không thay đổi, với hồn nhiên như cây cối. Vẫn bay đi đây đó, vẫn vô tư mặc kệ. Vẫn nhẹ như cơn gió, vẫn được người ta nể. Xong chưa? Vẫn cần tôi đứng một cái tên. Vẫn cần tôi đứng một cái tên. Vẫn cần vị trí trong rap Việt. Sẽ thả một tí cỏ hoa là cho nó bay vào bầu trời. Vẫn luôn sáng tạo để rap tôi thêm màu mới. Và nhà tôi luôn mở cửa có khi nó bạn nào tới. Vẫn vui vẻ, vẫn hòa đồng, vui để dẫn người bạn mới. Vì tôi làm những gì tôi thích. Và tôi phải thích những gì tôi làm. Gì? Gì á? Xong chưa? Giơ tay rồi. Yeah. Đảm. Đúng chân luôn. Chưa khó chịu không? Thiệt. Khó chịu con chanh đúng không? Anh được nhẹ chưa? Anh được nhẹ chưa? Anh hát xong rồi anh nhẹ đi. Trời dễ thương quá, xin phép nữa chứ. Xin phép nữa chứ. Đây thùng rác đây anh vô đây. Có tiền nghề đó. Có thể lấy chồng được rồi đúng không? Trộm.
Trời ơi, má ơi. Nhỏ ra chị ơi. Dạ. Có quà không? Nhìn nó có cái miếng mút đó. Không bị lõm ở giữa nè. Mà cái nồi này nó bị... cái nồi này nó bị cái gì á? Tôi lên trên trước đây. Chắc coi. Giờ chắc 7 giờ là anh phải đi về đi tập rồi. Lát anh mới quay lại được. Anh ăn bánh tráng cuốn thịt trước nha. Thôi không sao đâu, lát anh ăn sau cũng được. Tại nãy đi. Cũng có ăn chung với lại ăn rồi. Wow. Lát có gì anh quay lại sau nha. Đi trước nha, bye bye cả nhà. Kiểu của anh Đông thì chắc là cha anh cũng không có show ra nhiều cho mọi người biết đâu. Kiểu thấy cũng khép nép lắm, cảm thấy vậy. Không, chắc là anh chưa có cơ hội á. Chứ anh cũng không phải là kiểu hướng nội, cũng không phải là kiểu giấu bản thân đi á. Nói chung là anh cũng thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà chưa có nhiều cơ hội để thể hiện được của mình. Đúng như Hằng nói, Đông chỉ cần cơ hội. Và anh chàng đã tự tạo cơ hội cho mình. Hằng ơi. Dạ. Ủa anh chưa đi hả? Anh có một cái thử thách mà nãy giờ anh quên. Bây giờ phải thực hiện liền, không thôi là anh bị phạt. Giúp anh nha. Ok, xuống tầng dưới. Đây là thử thách bí mật dành cho bạn. Là hít đất với một bạn gái trong lớp hao mà ngồi trên lưng. Được. Duyệt. Cái này mình làm được. Cái này là bí mật á. Mà lỡ hồi chiều là lỡ mé rồi. Thôi đợi công khai luôn. Hồi chiều anh nói với em mà, chứ em đâu có mé gì đâu. Đó, vậy là chính luôn à. Tại vì lúc mà có trò chuyện, mà lúc mà đi đi tập thể dục, đi bộ chung đấy, thì em có hỏi sơ về số ký và chiều cao. Thì em thấy là bạn Hằng có mức ký là 42 kg. Em thấy là vừa xích, không có mức quá khó. Cao mét nhiêu nhỉ? Đáng lẽ anh phải hỏi là em thấp mét nhiêu. À, em không. Dễ trả lời hơn. Không, thành vấn đề. Sao đâu. Em cao mét 55. Thì cỡ 45 kg không? Không, em thấp hơn. Em 45 kg. Nhỏ nhắn xinh xắn vậy. Là anh cũng có một thử thách thực hiện trước giờ ăn tối. Chắc em là đối tượng anh thấy phù hợp nhất để thực hiện thử thách này. Đó là phách đất đúng không? Phách đất xong rồi em chỉ ngồi cho đó đúng không? Cái gì mà đoán gì ghê vậy? Ổn dạ. Không anh? Ổn được, anh được, không? Được. Dạ rồi, ok. Quên có cái khuyến mãi luôn. Rồi, ok. Ok. Rồi. Kiện xong rồi nha. Đấy, cái cảm giác đây là lần đầu tiên luôn. Thấy rất là lạ. Giống như một cái luồng điện vậy đó. Khiến mình không thấy mệt mỏi nữa. Từ ngày em thích bao nhiêu cũng được hết. Vì cảm giác này là cảm giác đầu tiên của em luôn. Thì cảm giác đặc biệt của em là chữ lạ là đầu tiên. Là tại vì anh đã lỡ tiết lộ cái bí mật đó cho em. Nên là em có quyền gấp đôi cái thử thách mà anh vừa làm. Ok. Là... là lúc nãy anh vừa mới một cái rồi đúng không? Mà nhưng mà cái đó phụ thuộc vào em. Bây okay. giờ bây giờ em hỏi anh là anh có muốn làm không? Thì được, không thành vấn đề. Vậy 5 cái. Ok luôn. Tới luôn. Để xem tự công sức bao lâu. Bây giờ này chim mờ của anh như thế nào. Rồi. Rồi, get set. Go. 1 2 3 4 5. Rồi. Tuyệt vời. Thank you, cảm ơn. Yeah. Dù có một chút không thuận lợi thì bữa ăn tối của các bạn trẻ cũng đã hoàn tất. Cheers. Trong bữa ăn ấy, có một chàng trai cứ cặm cụi ngồi luộc tôm. Cái gì vậy? What are you doing? Anh bóc cho em hả? À? Cái gì anh cũng bóc cho em. Em ước hả? Em đang bóc đủ đây. Đây, anh đang bóc đây. Đang bóc đủ đây. Còn nhớ, Long đã từng nói, nếu mà cho mình một cuộc hẹn vào ngày mai thì người mình muốn hẹn nhất đó là ca. Mặc dù là mình rất có thiện cảm với Trâm, nhưng mà mình muốn lắng nghe ca nói về cái suy nghĩ và cái tâm lý của ca khi nói về tình yêu hơn. Tại vì mình cảm thấy ca là một gái rất là thú vị. Hồi nãy anh Đông vừa mới hết đất bỏ em trên đó. Em ngồi lên lưng anh Đông để anh Đông hết đất. Bao nhiêu cái? Em tự thử thách 5 cái. Nếu mà đưa Hằng lên lưng em á, 5 cái thì được. Em chưa thử hết bao giờ. Em tại vì sao? Em
Em sao? Em mấy cái? Chưa biết được. Em mấy cái? Anh đoán đi, anh vậy anh nhìn em bên đây. Tự tin. 5 gái luôn. Em báo cho anh biết em 52 kg. Thì nếu mà 52 kg chắc anh trúng được 3 cái chắc định. À ok. Được 3 cái. Nếu mà có cơ hội em cũng muốn thử xem là anh được bao nhiêu cái. Làm liền. Ói ra hết những gì đã ăn luôn. Cho em nửa tiếng nữa. Đúng là há miệng mắt quay. Vậy là lát sau Long đã phải thực hiện lời nói của mình. Đúng rồi. Wow. Trời ơi. Em chơi đúng không? Đếm nha mọi người. Ngồi yên nha. Chết rồi, em không giữ được. Ngồi yên vào. 3 4 5. Tuyệt vời. Đủ rồi. Tuyệt vời anh ơi. Em ơi. Đỏ mặt hết rồi. Đỏ hết cả mặt rồi. Máu dồn. Khỏe rồi. Sao thấy khỏe không anh? Mồ hôi đi. Không ra mồ hôi luôn á. Không, anh lau đi cho bớt đỏ mặt nè. Không, đây, ok. Năm năm ngày nữa. Nó không giống như tưởng tượng. Năm cái này vậy. Em thấy mắt anh đỏ lắm rồi. Thôi ác hơn, chừng ác hơn. Thôi được rồi. Ok. Cảm ơn anh nha. Tự nhiên chương trình này kết thúc khoảng tầm 1 tháng sau sẽ có bài nhạc mang tên em. Anh rap đi em đúng không? Không, anh không có cục xúc tới vậy. Anh rap đi cái gì? Anh không có cục xúc tới vậy. Sao em không nghĩ là cái chiều hướng khác? Có thể là anh ra bài mới, anh ra bài mới. Đúng rồi, đúng không? Vậy anh ra bài mới, anh quay MV rồi có em trong đó rồi sao? Em không nghĩ vậy. Em không nghĩ vậy. Anh cho em làm với nhau hay gì? Anh cho em MV trong đó xong rồi anh biết em trong MV luôn. Đúng không? Anh biết em cho MV luôn. Ca là một cô gái rất là tinh nghịch. Một cô gái mà đối với mình thì ca với mình như là lựa và nước vậy. Kiểu khi mà mình nói một thì ca sẽ nói hai. Mình nói là khỉ thì ca sẽ nói là một cái con gì đó khác với con khỉ. Sau bữa ăn, các thành viên có một cuộc trò chuyện. Và trò chơi nói thật đã được các bạn tận dụng để hiểu thêm về nhau. Hiện tại thì anh đang ấn tượng với người nào trong bố mẹ nội trong nhà chung? Câu này khó lắm không mọi người? Ngày mà nó không ấn tượng là chắc tụi mình phải... Ấn tượng là kiểu cái nhất đầu tiên thôi. Ấn tượng chắc tụi mình phải tự coi là tụi mình. Hoặc là anh nói anh không ấn tượng với ai hết. Đã. Không ạ. Không, cái này là anh có ấn tượng thiệt. Anh ấn tượng với Trâm luôn. Bạn nào bạn vô bạn không nhìn em và cũng không... Không hề hay em đồ không hề luôn vậy. Đi xuống xong rồi vô bàn xong rồi không nhìn em luôn. Ít em đó. Giờ em phải làm sao? Trời ơi, đàn ông dạ tùy quá à. Tự nhiên. Không, chắc là người ta ấn tượng nhưng người ta không biết phải nói gì ấy. Thì hồi chiều đến giờ là em chơi với Đông cũng được một khoảng... Chơi với đâu? Dài đó. Thì... em thích cái điểm nào ở Đông nhất? Là cái điểm em ấn tượng nhất đi ha. Không phải là cái điểm thích nhất mà là cái điểm ấn tượng nhất. Thì anh Đông... Kiểu anh Long luôn tỏ ra tử tế. Kiểu như là try to be kind. Có. Đó, kiểu như là kiểu gentleman với tất cả mọi người. Nhưng mà nói chung là cảm giác của mình có giống như hàng là người đàn ông tử tế. Có đủ mọi yếu tố nhưng lại thiếu một cái tiên quyết. Đó là cái cảm gọi là sự trải đời đi. Em không muốn quen một người mà chưa có kinh nghiệm về tình yêu. Tại vì đối với em thời điểm bây giờ em không muốn là phải bắt đầu lại từ đầu cảm xúc giúp người đó. Bởi vì em đã làm điều đó rồi, một vài lần rồi. Và em không muốn lặp lại điều đó nữa. Tại vì mình phải làm cái điều đó cho người đó. Và cái khoảng thời gian đó rất là mệt, rất là buồn chán. Nhớ như đó là cảm giác mình lầm tưởng hay sao? Nhớ sau này tiếp xúc mình là thấy một con người khác hay sao? Đúng không? Thì cảm giác bây giờ thôi chứ còn... Ok. Thì có thể là em nghĩ sai về anh Đông. Đang nghĩ sai, có thể là không muốn quen một người mà không có kinh nghiệm trong tình yêu đúng không? Đúng rồi. Thôi mẹ em nghĩ cái đó cũng hay mà. Đôi khi người ta chưa có sự trải nghiệm về chuyện tình cảm nhiều thì mọi thứ nó là cái cảm xúc kiểu như đầu đời á. Thì nó sẽ có những cái hay riêng của nó.
cái cách người ta đối diện với nó có thể thật lòng hơn hoặc như thế nào đó. Và tại vì mình đã từng trải qua rồi, mình đã cố gắng vì nó, không phải là mình từ bỏ. Tất nhiên là bắt đầu một mối quan hệ nào cũng phải cố gắng tới cùng, chứ không phải là thấy khó mà bỏ. Và mình đã cố gắng tới cùng rồi, cho nên là mình nghĩ là một lần thôi là đã quá đủ. Cái quá trình đó nó rất là dài, rất là gian nan, cho nên là có nghĩa là chị đã có trải nghiệm về đúng rồi, có trải nghiệm rồi. Không biết là mọi người ở đây mọi người đã trải nghiệm chưa, nhưng mà mọi người sẽ cảm giác như mình đây là một người mẹ. Đúng. Đinh Đông nhắc cả nhóm là tối nay không về. Không về. What? Ông nắng cái gì vậy? Tối... Đúng rồi. Ông mới hỏi là ủa tối nay ngủ đây hả? Ông này ông ngố đến mức độ đó luôn. Không, bây giờ là anh mới thấy là em đúng rồi cái vấn đề đó về Đông rồi đó. Anh thật sự thấy đúng luôn đó. Đau đầu rồi chứ. Ồ, vậy đó là cái sự ngây ngô hả ta? Tại vì chị nói nghe, con gái có thể ngây ngô rất dễ thương, nhưng con trai ngây ngô thì nó bớt dễ thương rất nhiều. Không, tùy gu, em nghĩ là tùy gu. Tùy gu. Thanh xuân của con gái là ngắn, và đừng mong rằng họ dành cả cái thanh xuân để mà thay đổi một người đàn ông. Thích câu này nè, thích câu này. Đúng, respect. Về ca thì cái đó là cá tính mạnh mẽ, có một cái suy nghĩ về tư tưởng về tình yêu rất là chắc chắn và lập trường rất là vững. Khó mà có ai có thể mà thay đổi cái lập trường của ca được. Khi mà ca nói là tuổi sinh của con gái rất là quan trọng, rất là ý nghĩa đối với một người phụ nữ, thì mình rất là đồng tình với cái ý kiến này, vì mình cũng là một người rất là tôn trọng phụ nữ. Bữa ăn tối đã kết thúc. Đây là lúc các chàng trai công khai về thử thách mình nhận được. Xong hết rồi. Anh thực hiện xong rồi. Anh làm cái gì? Thử thách của anh là trước khi bữa tối là phải chạm vào tóc một bạn nữ trong vòng 10 giây. À, lúc sáng tóc em không có gì hết, sao anh tự? Xong rồi anh tự kiếm một cái gì đó, anh bảo là à tao em dính cái gì vậy? Còn Long là gì? Của em là tương tác bộ đội nhật ngắn cho bạn nữ trong lớp học, không cho ai biết. Hoàn thành chưa? Từ sáng tác một bài nhật ngắn gì nữa? Một bài rap ngắn á. Ví Trâm là thiên thần, bởi vì Trâm ngã từ trên trời xuống, Trâm không có đau. Người ta gọi là cơ hội tới phải cách chi ngay lúc đó. Anh không thể nào mà đợi Đông mà làm lên được. Có nghĩa là đã làm với Trâm rồi. Mọi người có thử thách không nhỉ? Anh Đông rồi. Anh Đông thực hiện với anh em. Còn anh Đạt em không biết. Đạt về nhà chung chưa? Em đang trên đường về chị. Em đang trên đường về hả? Dạ, em nhanh đi nha. À, hôm nay Đạt thực hiện thử thách chưa? Chưa chị. Tuyệt vời. Cố ra mai coi rồi. Vậy thì tối nay về thực hiện thử thách nha. Nhưng mà thử thách là gì? Thử thách là gì? Hát bài, trời ơi, làm gì đứng đầu hết ta. Hát một bài. Hát một bài. Dạ. Nay anh làm được không? Được chứ. Chuyện nhỏ mà ha. Thôi vậy thôi, mình lên phòng đi. Chị ca lên phòng không? Dạ, chị không ở đây. Đi lên phòng. Đi lên phòng. Bình thường em ở ai nhỉ? Em á? Ừ. Em hiện tại em đang ở trong trại nghiên cứu. Ở với ai á? Ở với mấy đứa nhỏ không á, mấy đứa chạy trong làm trong trại sinh viên. Ăn uống sao? Ăn uống thì đa số là em đi ăn ngoài. Ừ. Không đi ăn mà người yêu hả? Em có người yêu như đây. Đau thật, nghe câu đau thật để cho em bị dụ không? Ý anh là em là con sói đúng không? Cái người em ghi nhất đó là Đạt. Em không nghi ai trong anh em mình nữa. Vì ai? Đông Minh lại càng không nghi nữa. Làm thật sự ai? Là Đạt với anh là cái tần số em đang thắc mắc rất là lớn. Ồ vậy hả? Dạ. Em nghĩ Đạt với Dung. Em nghĩ Đạt với Dung. Dạ. Không, anh thì vậy này, hai bạn họ khác nhau hoàn toàn. Có thể.
Phải đến 11 giờ đêm hôm đó, Đạt mới về đến ngôi nhà chung. Nè, bánh bò nè. Ăn đi. Mấy đứa chưa ăn đi. Ăn mua vậy? À, gia đình gửi. Gia đình làm bánh bò gia truyền rồi không nội? Những cái này mình rất là quý. Quý, đúng rồi. Ăn cho một. Này. Ăn chưa? Ăn luôn. Ăn đi nè, ngon lắm. Ủa, dưới quê anh Đạt gửi lên. Ăn đi em. Ăn xong dưới quê anh còn nhiều thứ nữa. Bánh nhiều lắm. Ê, ê, ông biết rắc muối không? Nó trứng nhiều quá vậy. Kiểu mà gọi là cái thính tự nhiên á, không phải là mình cố tình thả mà nó xuất phát từ bên trong rồi. Bây giờ tố chất đè ra rồi, thả thính rồi đúng không? Tôm gì còn người mà trường nguyên đóng vậy, ai ăn cho nổi trời. Không, này cũng muốn ăn hết đúng mà. Thôi ăn. Để sáng hấp bia. Tôi nói sáng hấp bia. Sáng chưa gì á. Chưa gì đã hấp bia rồi á. Được. Sáng mà anh dậy sớm hấp bia cho mấy ông nha. Nói gì tỉnh đó thiệt chứ. Sáng dậy hấp bia cho ông nha. Cái hài đen tìm ổn. Buổi sáng nay, Đạt, Đông, Trâm và Long phải đi làm. Bánh lên, bánh lên. Ăn rồi. Và Đông đã xung phong chở Trâm. Vậy em xin phép cả nhà em đi luôn nha, em đi làm đây. Bye bye, bye bye. Okay, chưa chưa em sẽ về. Dạ. Chào bạn. Bye bye. Rồi mang mũ cho anh. Được ăn luôn. Được, trời. Sợ Trâm đói bụng, Đông đã cho Trâm một miếng bánh thay cho bữa ăn sáng. Chiều mấy giờ em về? Tí chưa chưa em về rồi, tầm 11 giờ đúng 12 giờ là em có mặt ở nhà rồi. Vậy à, vậy là không chở được rồi. Anh Đông kiểu hơi trầm tính đúng không? Anh cũng hơi ít nói. Mọi người cảm nhận cho anh Đông nhận, như vậy là từ trước giờ có nghe ai nói gì cái nhận xét được đó về anh không? Cũng có nghe, như em cũng có nhận định giống như mọi người. Ủa anh Đông, mà em nói này nha, em biết tại sao em có lại em có linh cảm ngay từ tập từ cái ngày đầu tiên, nhưng mà thiệt sự em đang rất là ship anh với chị Ca. Ừ, thiệt. Gì chưa gì ship rồi. Ship là một chuyện nha, suy nghĩ tới cặp đôi vợ cũng là một chuyện rồi đó. À, dạ. Cũng là nó luôn đó. Tính ra là mỗi người mỗi suy nghĩ luôn á. Thiệt. Mình có cảm giác anh Đông là cặp đôi bí ẩn. Và mình cũng cũng không có nghĩ là mình sẽ tìm hiểu anh Đông nhiều. Mình cũng không biết nữa mà mình cứ khăng khăng trong đầu mình là anh Đông là cặp đôi bí ẩn hết. Trong khi đó, những người ở nhà đã có một chuyến đi dạo nhỏ trước buổi ăn sáng. Mà hết một ngày mình cảm giác như là trải qua một tuần rồi hết rồi. Thế một ngày cảm giác 24 giờ vậy. Không sao vậy sao. 24 giờ đó anh nhắm được ai chưa? Hả? Giữ bí mật được không? Cũng được. Ok. Không, nhưng mà nếu như mà nói như vậy là có đúng không? Là gì nữa? Không, cũng có thể có, cũng có thể không chứ. Anh phải quyết tâm lên. Anh phải quyết tâm có đi. Quyết tâm lên. Lỡ anh không quyết tâm đó là do ảnh là cặp đôi bí ẩn thì sao? Nghi lắm nha. Tại vì tự dưng đâu tại sao em nghĩ như vậy nào? Tự dưng có một người rất là lớn trong tất cả mọi người thì chắc chắn là mình sẽ nghi rồi. Thực ra thì em cũng thích người lớn tuổi. Tại vì hôm qua em nói rồi đó. Mà anh lại là cầm đôi bí ẩn hay sao á? Buồn. Anh làm gì có? Anh làm gì có? Cái đó thì cái khúc mà làm gì có đó. Nó hơi lát. Em thấy nó hơi lát, nó không tự tin lắm. Không có. Có. Bởi vì anh Trun là người khó hiểu nhất trong bốn người, nên mình cũng muốn là tìm hiểu xem anh Trun tính cách thực sự của anh là như thế nào. Đi đúng đường không vậy? Có sợ nắng da thì có kem chống nắng luôn nha. Em không mang áo khoác luôn nè. Hả?
cần áo khoác không? Nên cho anh mượn nè. Thôi gần, chắc cũng gần tới thôi. Gần tới hả? Hắn thì để tay ngay sau lưng anh nè. À, dạ. Để là anh gì chứ cũng che nắng được mà, yên tâm. Ủa cơ duyên nào mà anh đâu tham gia chương trình này vậy? Cơ duyên nào mà anh tham gia chương trình này? Bí mật. Hả? Từ từ sẽ bật mí. Nói gì không nghe vậy? Hả? Tới nơi rồi nghe chi nữa. Từ từ đi. Cho mượn nón luôn. Ok. Như Đức là đúng không? Ừ. À, dạ. Ok, đi vô nha. Bye bye. Chúc một ngày vui vẻ. Trâm xinh quá là xinh. Là gì? Nấu ăn giỏi nữa. Là ăn đang. Lại đi làm việc kiếm tiền tự nuôi bản thân các thứ. Không có ai yêu. Đã vậy hả? Người ta còn cố tình tham gia chương trình. Tự làm việc nè, tự làm việc nè. Nghĩ cho mình đi. Thì tức là mấy anh đâu để ý đâu đúng không? Những người ta để ý, người ta chưa cho em biết sao? Hy vọng là có. Anh nghĩ là có chứ. Ừ, anh nghĩ là có. Anh đừng đánh. Em chưa thấy ai có hết. Đúng rồi, em chưa thấy á. Ví dụ thì anh nghĩ... anh nghĩ rằng đúng á, nó sẽ thích... một trong hai em á. Nhưng mà nó vẫn còn giữ cái cảm xúc lại. Nó chưa cho mọi người biết đâu. Em với anh Đông là chưa nói chuyện với nhau một câu nào luôn. Thì người ta sẽ để em, người ta sẽ từ từ. Người ta không kiểu... Nếu mà người ta để ý, người ta sẽ bắt chuyện với mình chứ. Tối thì ta có nói chuyện tâm sự nhau rồi. Đó là cái cảm nhận của anh thôi, anh quan sát thôi. Em biết là anh có để ý Nhu nè. Thật không? Đúng là không bao giờ nói dối. Phải cho anh không biết nhỉ? Anh không biết nhỉ? Nhiều khi anh để ý anh không biết. Anh không biết rồi. Có thể là trái tim anh đang hành động nhưng mà tiềm thức anh chưa chấp nhận được rồi. Ghê. Chết đi quá. Anh, nói vậy thôi chứ ngược miệng quá. Anh tìm hiểu tất cả mọi người thôi. Anh không tìm hiểu gì riêng ai đâu. Anh đừng có tỏ ra là công bằng đây nè. Công bằng gì sao không? Sao mà qua mắt được thì chúng chứ, tôi? Anh sẽ muốn hiểu em là người như nào, em là người như nào. Tất cả mọi người luôn, kể cả con trai luôn. Nhưng mà đúng rồi, em biết. Em biết, nhưng mà đôi mắt không bao giờ nói dối được, hiểu không? Khi mà anh để ý ai nhiều hơn là em biết. Rồi mình đi ăn phở thì em ngồi một mình và em tụng tiệm gì em để ý hai người nhiều lắm. Mà. Để xuống hết đi để em lau. Em lau hả? Em quen rồi. Quen chăm sóc cho bạn trai. Có bạn trai đâu mà chăm sóc. Trước đó. Trước đó là ai em cũng chăm sóc hết. Anh rất là bình thường luôn á. Quá lên. Không, tại vì khi mà anh trong cái trường hợp anh đâu thấy được anh người ngoài đứng, người ngoài nhìn vô mới thấy được. Anh làm sao anh biết được? Nhu cũng đâu biết được Nhu ngồi lại nghe anh nói. Vậy để anh xem lại. Anh thấy rất là bình thường, anh thấy rất là bình thường. Đây là game show chương trình hẹn hò mà tại sao phải ngại hẹn hò với người? Anh đâu ngại. Anh chỉ bảo là anh tìm hiểu mọi người thôi. Anh tìm hiểu. Anh nói ra câu nào là ngại câu đấy thì anh tìm hiểu. Là Nhu cũng bắt đầu để ý xem hành động của anh Chun như thế nào. Và Nhu cũng là một người chủ động tìm hiểu mà. Cho nên nếu như người ta đã có một cái gì đó dành cho mình thì Nhu sẽ bắt đầu tìm hiểu thử. Và mình nghĩ là bạn đó không ngại để mà tiến tới một mối quan hệ mới đâu. Ngồi quan sát mọi người thì mình cảm thấy là anh Chun với lại là chị Nhu đang khá là tương tác tốt với nhau. Ngồi chủ động tìm hiểu nhau nhiều hơn. Trong lúc đó thì mình với chị Ca ngồi quan sát, có để ý và thấy một cái sự tiến triển giữa chị Nhu với lại là anh Chun. Có lẽ là mình ấn tượng nhiều hơn cả là Nhu. Nhu đang dần dần bộc lộ cái tính cách của mình và không còn giấu mình nữa và khá là cởi mở, mà mình thích một người con gái vui vẻ và cởi mở như vậy.
Long nói rằng mình ấn tượng với Trâm nhưng lại muốn tìm hiểu Kaka vì sự thú vị của cô nàng. Đã được Đông chở đến chỗ làm nhưng Trâm lại nghi ngờ Đông là cặp đôi bí ẩn. Kaka muốn tìm hiểu Trung mà Trung thì đã để ý đến Nhu. Câu chuyện tình yêu ngôi nhà chung sẽ có những chuyển biến gì tiếp theo? Mời các bạn đón xem vào tuần sau.